Thưa quý vị, nếu nói trà đạo là một nét văn hóa của người Á Đông thì Việt Nam cũng không ngoại lệ. Văn hóa trà đạo của người Việt tuy không cầu kỳ hay nhiều nguyên tắc chuẩn mực như trà đạo Nhật Bản hoặc mang bề dày lịch sử như Trung Quốc, nhưng trà đạo Việt Nam lại ấn tượng với người thưởng thức bởi vẻ chân thật, mộc mạc từ cách pha chế cho đến hương vị trà. Chính điều này đã tạo nên một nét văn hóa trà đạo đậm chất Việt Nam khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Câu chuyện văn hóa kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị những hương vị cùng không gian trà đạo đầy ấn tượng tại thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong văn hóa người Việt từ xa xưa, mỗi dịp khách đến chơi nhà thì việc đầu tiên là chủ pha ấm trà mời khách. Chính chén trà ấy đã gắn kết tình người bằng sự mộc mạc ẩn chứa bên trong của nó. Bởi trà Việt vẫn luôn mang hương vị riêng và cần sự khéo léo tinh tế của người pha trà. Với người Việt, thưởng thức trà cần có bạn, và trà phải thơm vị, đậm nước, cũng như một không gian thư thái tĩnh tâm, tạm tách ra khỏi những xô bồ của cuộc sống hàng ngày. Đáp ứng nhu cầu thưởng trà của một số người mà nhiều quán trà ở phố biển Vũng Tàu đã mở ra, Cổ Trà Quán là một trong số đó. Nếu là một người yêu thích đồ cổ, chắc chắn không thể bỏ lỡ Cổ Trà Quán. Tới đây, quý khách không những được thưởng thức các loại trà đạo thơm ngon, mà còn thưởng lãm hàng trăm món đồ cổ quý giá như chung văn quá Đông Sơn niên đại 2.500 năm, chung sành thời Lê thế kỷ thứ 15-16, bình tùng lộc ngũ sắc, bộ ấm trà, bình dôi bát tràng gốm sứ thời Khang Hy, được bày trí ngăn nắp, có bản tên giới thiệu cụ thể. Được biết, chủ quán là người có đam mê với đồ cổ, nên khi kết hợp giữa việc thưởng trà và không gian đồ cổ đã mang đến cho khách hàng một cảm giác thú vị, bình yên giữa phố biển nhộn nhịp Vũng Tàu. Uống trà là cần phải không gian rất là thanh tịnh, yên bình, rồi những cái khu, những cái kiểu cổ kính nó sẽ hợp với lại cái uống trà, những cái nét văn hóa uống trà của mình đó. Khi mà uống trà là mình ngắm đồ cổ đó, những cái hiện vật mà các cụ, các ông cha mình để lại từ ngày xưa, nó kết hợp với nhau nó rất là hài hòa, nó rất là chuẩn xác luôn đó. Trong khi mình uống trà là mình đọc sách về đồ cổ, mình tìm hiểu về sách về trà đó, nó rất là hợp, cho nên là mình sẽ kết hợp như vậy. Thưa quý vị, nép mình trên con đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, quán trà Mộc Nhiên mang đậm bản sắc của người Việt. Không quá cầu kỳ về cách thức như các loại trà đạo trên thế giới, Mộc Nhiên mang đến không gian yên tĩnh, các loại trà sang tuyết độc hiếm, và khách đến đây được thưởng thức những ly trà thơm ngon, lòng tĩnh tâm rời xa những xô bồ của cuộc sống. Vâng, và để tìm hiểu rõ nét với nét độc đáo của nghệ thuật thưởng trà thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ với chị Huyền, chủ của tiệm trà Mộc Nhiên. Dạ, em chào chị. Chị ơi, chị có thể chia sẻ một đôi nét về nghệ thuật thưởng trà được không ạ? Thì nói chung là để mà gọi là chia sẻ về nghệ thuật á, thì mình sẵn lòng. Thì thật ra đến với trà cũng là duyên thôi. Thì chị đến với trà năm nay bắt đầu năm thứ ba. Thì theo cảm nhận của chị á, thì cái dòng trà gọi là cái nghệ thuật trà đạo á, thì nó xuất phát đầu tiên ở Trung Quốc, sau đấy là các nước bắt đầu như nhập dần, nhưng mà sau đấy thì là đỉnh điểm của trà đạo nó lại là Nhật Bản, vì cái cách pha trà của họ có cầu kỳ. Là ban đầu chị cũng có khái niệm là trà đạo là một cái gì đấy rất là cao siêu, có nghĩa là phải giới quý tộc hay này kia các thứ. Tuy nhiên khi đến thì chị cảm giác nó không quá cầu kỳ để mà đưa cái trà mà lan tỏa nhiều người biết và thích uống hơn, tại vì trà nó là thức uống thứ hai sau nước của thế giới luôn, và nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, nó thanh lọc thải độc cơ thể mình rất tốt. Với chị Huyền thì những cái nguyên liệu này chị có chọn lọc như thế nào ạ?
À, thì đối với trà thì thực ra đó rất là nhiều cái dòng trà. Ví dụ như là ở đây là mình rất là mê trà mà sang tiết cổ thụ. Hiện tại quán mình tất cả các dòng trà đều từ sang tiết cổ thụ thôi. Và cái dòng trà đạo thông thường có 5 dòng. Và đây là dòng trà trắng, xanh, trà vàng, trà đỏ, trà đen. Hiện tại mình đang tượng trưng 5 cái vị trà của 5 dòng trà cơ bản của dòng trà đạo. Cái dòng trà này là những cái bảng giới hạn rất hiếm. Ví dụ một năm á, thu hái thì chia sẻ cho những người làm trà như mình chỉ được 1-2 cân một loại thôi. Mà cái trà này rất là hay, tại vì mỗi năm nó sẽ lên men. Nó lên men dần và nó sẽ càng quý và càng ngon và càng thơm hơn. Và cái dòng trà này nói thật ra nó thật là cũng đúng, tại vì là những cái dòng trà này nó ở những cái cây cổ thụ rất là cao, tầm 1.600m so với mặt đất. Thì khi mà ánh nắng hay sương sớm của ban mai thì là những cái này nó nhận được cái tinh hoa của trời đất đầu tiên. Cho nên cái dòng trà rất là sạch. Và ví dụ như ở những cái dòng trà thông thường ấy, thì người ta phải áo nước đầu đi để bỏ. Tuy nhiên cái dòng trà này nước đầu chính là mình hưởng hương. Và cái dòng trà này thì mình uống tầm khoảng 5-7 lần trong một cái ấm, mà ấm của mình tầm khoảng 5g thôi. Thì tính ra về giá trị thì trà này cũng là rẻ hơn cái dòng trà thông thường đấy. Thì nếu tình hình em sẽ cảm nhận nào thì chị sẽ pha trà cho em uống xem cảm nhận được không? Dạ vâng, à với chị thì chị có thể vừa pha vừa chia sẻ những cái tiếp theo. Và chị ơi, thì theo chị thì những cái công đoạn pha chế này thì cái công đoạn nào là chị cảm thấy kỳ công nhất ạ? Thì đầu tiên á, thì pha trà thì chúng ta sẽ làm nóng tất cả các dụng cụ trà ha. Dụng cụ trà đầu tiên cái này gọi là bát hải. Thì cái bát hải này là mình sẽ làm nóng. Vì trà thực ra là trà đang khô, có nghĩa là trà đang ngủ. Và cái việc làm nóng này mình gọi là đánh thức trà. Và khi đánh thức trà thì cái hương của nó sẽ rất là khác biệt, tại vì nó bắt đầu dậy hương. Cho nên là cái bước này là bước rất quan trọng để khi pha trà mình được ngon hơn ha. Đây là chị để cho em ngửi cái hương lúc khô ha. Đấy, rất là thơm. Cái này gọi là bạc kim, nhưng mà chị có thêm hương nhài trong đấy ha. Xong rồi là khi mà chị để làm nóng nó. Thì mình cho vào, thực ra có mấy giọt nước này cũng là hay, tại vì làm cái giọt nước này làm cho đánh hương nó sẽ thơm hơn. Chứ nó không, và hương của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây là bước đánh hương ha. Đây là bước mà chị thích nhất. Đây là đánh hương xong này. Hồi này em thơm nha, một cái hương vị khô đúng không? Còn bây giờ nó đã có một cái sự ấm ấm của nó và cái bắt đầu trà được đánh thức. Thì ở đây nhiệt độ của mình nó sẽ giảm tầm khoảng 80 độ. Thì mình cho vào trà này. Thì tất nhiên để mà uống trà ngon nhất thì mình sẽ trụng chén luôn ha. Thì các cái bước này là bước quan trọng nhất để trà mình đủ hương vị. Và bước thứ hai đấy là mình cho hạ nhiệt độ. Thông thường trà của dòng trà đạo này mình sẽ hạ nhiệt độ tầm 80 độ. Khi mình cho nước vào thì mình để cho nó ủ khoảng tầm khoảng 1 đến 2 phút hoặc 5 đến 10 giây thôi, tùy dòng trà. Thì cái dòng trà trắng này á thì là chủ yếu là mình dùng hương, vị nó rất thanh thanh nhẹ nhẹ. Riêng trà này khi mình pha là mình sẽ không đậy nắp lại ha. Thứ nhất là cho trà thở, và đây là bước trà thở. Thì thật ra khi mình khơi trà thế này nè thì những cái lá nó sẽ không chồng lên nhau, và nó sẽ làm cho cái trà mình nó được thoải mái hơn. Rồi sau đấy những cái nước trà sau nó gần như nhau. Đây, mời em nhé. Đấy. Thì cái cách uống trà thực ra không quá cầu kỳ. Thì đầu tiên đối với trà thì mình sẽ ngửi hương ha. Thì ngửi hương mình sẽ đưa lên mũi. Thì cái gọi là cái giác quan của mình đầu tiên á, nó sẽ cảm nhận được hương. Và sau đấy khi mình đã ngửi hương xong, cái ý thức của mình đã nhận được hương rồi á, thì mình sẽ cho hương nước trà vào miệng mình. Tuy nhiên mình không nuốt luôn. Thứ nhất là mình sẽ bỏng. Thứ hai nữa là mình giữ tại khoang miệng tầm khoảng 2 giây, thì là cái enzyme mình tiết ra nó sẽ làm cho vị trà khắp hết khoang miệng, rồi từ đấy nó đi xuống dần tới cái phần từ của mình. Thì là mình uống tầm khoảng 3-4 lần như vậy thì toàn cơ thể mình sẽ cảm nhận được cái hương trà này sâu sắc nhất. Thì thật ra cái cách này cũng giống như mình uống canh nóng hay uống nước nóng, khi mình phồng miệng lên sẽ không bị bỏng, và cái enzyme tiết ra nó rất tốt cho sức khỏe. Tại vì mình ăn cái gì mình cũng cần là tiếng nước đậu bọc mình tiết ra mà. Mà ngửi thì đúng là bừng tỉnh mọi cái giác quan, và khi em cảm nhận cái ngụm trà đầu tiên thì em nghĩ về trà, tức là trước đây nghĩ về trà luôn luôn là nghĩ là có cái vị đăng đắng, nhưng mà khi thưởng trà nhà chị thì em thấy là cái bộ môn này rất là thú vị và rất rất là đến đầu lưỡi đã rất là ngọt ngào rồi, xong rồi
Tiếp theo thì là ngậm một lúc thì càng cái mùi hương càng đậm nồng lên. Tức là cảm ơn chị vì đã chia sẻ những cái kiến thức rất là tuyệt vời về trà. Thưởng thức trà càng thêm trân quý nét văn hóa thanh tao mà ông cha đã gây dựng và lưu giữ cho đến hôm nay. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống hiện đại như được cân bằng giữa sự tấp nập, hối hả với sự giản dị mộc mạc, thuần phát của trà. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm ngon, cho tâm hồn tĩnh lặng, bình yên, đồng thời gắn kết thêm những mối quan hệ, những tình cảm giữa người với người. Câu chuyện văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.